Em chào mọi người, em xin chào mọi người nha. Bữa nay bên em có bột nhựa 5 khối rồi này mọi người ơi. Mấy bữa trước à? Cách đây hai bữa mọi người ạ. Em đã quay cho mọi người xem là cái xe bồn của bên em về đó. Hôm đó bên em về xe bồn được hai cái bồn 5 khối. Đây là một trong hai cái. Cái kia là dựng cũng là 45 khối luôn. Đó. Cái này đang trà rửa vệ sinh cũng là 45 khối luôn mọi người nha. 45 khối của Sơn Hà. Chất liệu nhựa rất chi là dẻo dai, trơn bóng nhẵn luôn. Bồn rất đẹp mọi người ạ. Chưa hề chảy lủng luôn. Hôm bên em mang về thì nó vẫn còn bị bụi bám. Nhìn bẩn, nhìn không thấy màu xanh đâu cả. Mà bữa nay trà rửa sạch sẽ rồi mọi người nha. Bên trong bên ngoài trà rửa sạch hết luôn, trơn láng luôn. Đây là phần đáy. Phần đáy chưa hề bị lủng, chưa hề bị chảy gì hết. Hôm đấy bên em về ba cái là cả ba cái đều chưa chảy lủng gì hết luôn. Đây, em quay xung quanh cho mọi người xem cái bồn 5 khối. Đó, bồn 5 khối của Sơn Hà đấy ạ. Rất tuyệt vời mọi người ạ. Nhựa Sơn Hà rất chi là dai, rất chi là dẻo. Cái độ dày của nhựa Sơn Hà đấy, nó ở trên miệng nó cũng được khoảng 0,8 tem. Người bên em đang cho vòi nước vào trong đó vệ sinh trà rửa phía trong. Phía ngoài thì sạch hết rồi. Hỗ trợ tắt máy bơm. Mình xịt rửa bằng cái vòi rửa xe này thì rất sạch, đỡ công hơn nhiều. Đấy là cái bồn Sơn Hà 5.000 lít của bên em mọi người nha. Để em lấy cái thước em đo cho mọi người xem luôn. Công việc trà rửa là nó cực như vậy đó, phải chui vào bên trong luôn. Kéo thước, đặt thước luôn. Cầm giùm em đo. 2m3 mấy phân thôi. 2m3 5 phân thôi. Rồi, mình đo lên cái tròn mới luôn, là trên đến miệng luôn. 2m3 5 phân chiều cao. Cả nắp thì nó phải vào 2m4 luôn á. Cái nắp cũng mất rồi mấy 4-5 phân nữa. Đường kính 1m73 nha. Cái bồn 5 khối này là cao 2m35 phân. Nếu mà cả nắp là 2m4 luôn. Đường kính là 1m73 mọi người ạ. Bồn rất chi là trường bồn. Bồn của Sơn Hà trường bồn lắm mọi người ạ. Nhưng mà hình như là em thấy nó cũng có hai cái loại khuôn khác nhau á. Cái bên này thì là màu xanh thẫm hơn một chút, còn bên kia thì màu xanh. Màu xanh cũng đẹp. Bên này màu xanh nước biển, còn bên kia màu xanh da trời một chút. Đó là cái bồn Sơn Hà 5.000 lít của bên em ha. Đây là một cái đang nằm vệ sinh trà rửa, và một cái ở bên này thì vệ sinh trà rửa xong rồi. Đây bồn nhựa cao cấp này, nó hơi khác một chút, cũng là của Sơn Hà nhưng mà nó là cái gân vuông, bên này là gân tròn, sóng tròn, này là sóng vuông, mẫu mã hơi khác một xíu. Và nó thấp hơn, mà đường kính nó rộng hơn. chắc là thấp hơn khoảng 4 đến 5 phân. Đường kính cũng rộng, đường kính rộng hơn khoảng 2-3 phân. Còn cái bồn bên cạnh này là bồn cũng 5.000 lít luôn. Nhưng bồn 5.000 lít giống như của Đại Thành hoặc của Hồng Giao á, nó mất hết mác rồi. Mà nó bị dơ, bị bẩn quá, bên em trà cũng chưa ra luôn. Nó giống như bồn của Hồng Giao, cũng giống như bồn của Đại Thành. Chắc bồn của Đại Thành quá mọi người ạ. Nó bị bám bên ngoài cái lớp gì trắng trắng á, bên em vệ sinh chưa sạch hết. Dạ, hiện tại là bên em có 3 cái bồn 5 khối mọi người nha. Ai mà cần bồn nước nhựa 5 khối đứng á, thì hãy nhanh tay đặt hàng mọi người nha. Mọi người hỏi em bồn 5 khối nhiều lắm, nhưng bây giờ bên em mới về được 3 cái. Về được cách đây 3 hôm và mới trà rửa xong. Tại vì sợ bên em vừa phải đi làm, vừa phải vệ sinh, vừa phải hàn bồn ở nhà, do vậy mà thời gian trà rửa nó khá lâu. Khi nào trà rửa sạch sẽ, em cảm thấy ổn thì em mới đưa lên cho mọi người xem. Còn hôm mới về em có đưa lên rồi. Nếu mà mọi người ai xem thì cũng có thể đặt hàng, bên em cũng có thể là nhận đơn hàng của mọi người, thì bên em sẽ bố trí xúc rửa, trà rửa, kiểm tra nhanh hơn. Còn chưa có người thì bên em thủng thẳng làm, để cho thợ đi ra ngoài thị trường, thợ đi hàn sửa bồn nước, thợ đi xúc rửa bồn nước, thợ đi lắp bồn nước, đi hàn chân bồn nước, đi thay nước máy, nước nóng, năng lượng mặt trời, thay bình bảo ôn, thay ống thủy tinh. Bên em nhiều việc, thợ cũng làm nhiều việc luôn. Do vậy mà những cái bồn về đây từ từ vệ sinh mọi người ha. Dạ, em chào mọi người nha. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để mình biết thêm được nhiều thông tin về bồn nước. Mọi người cũng có thể cần tư vấn cái gì thì mọi người cứ đặt câu hỏi trên cái clip này, hoặc kết bạn số Zalo 0978535953. Bên em sẽ có thợ tư vấn, giải đáp cho mọi người hết những câu hỏi, hết những thắc mắc của mình nha. Mình nhớ đăng ký kênh để bất cứ khi nào nhà mình có trục trặc về bồn nước, về đường nước, về nước không xuống, về máy bơm, bên em cũng có thể tư vấn được. Về trao đổi bồn nước, lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời thì mọi người cứ gọi, thợ bên em sẽ tới hỗ trợ cho mình. Cái nào đơn giản thì mình có thể nghe tư vấn xong, mình có thể tự làm. Còn cái nào phức tạp mà cần người hỗ trợ thì thợ bên em sẽ tới hỗ trợ cho mọi người nha. Mình nhớ đăng ký để lúc nào cũng có cái số điện thoại của những người thợ ở đây, mình cần sẽ có, khỏi phải đi tìm mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Ai cần bồn nước 5.000 lít nhựa cũ thì hãy vui lòng liên hệ với bên em nha. Tạm biệt mọi người.